cả chú ý. Kiếm! Đâm cơ! Đâu! Quốc cơ! Thưa các bậc phụ huynh,
Môn Karate-do được du nhập vào huyện Nghĩa Đàn, nay là thị xã Thái Hòa, từ tháng 9 năm 1999. Tính đến nay đã hơn 19 năm, trải qua nhiều thăng trầm, giải cũng được tổ chức thi đấu nhiều lần qua các kỳ đại hội và qua tại đại hội Lạc Bạc hàng năm, với mong muốn được duy trì tổ chức giải truyền thống thường niên. Nay Gò Đường được tổ chức và năm nay là lần thứ tư năm 2019. Giải lần này có 280 vận động viên trong tổng 18 câu lạc bộ về tham gia thi đấu giải. Các vận động viên được tranh tài ở 3 nhóm tuổi: nhóm thứ nhất dưới 12 tuổi, nhóm thứ hai 13 đến 15 tuổi và nhóm thứ ba trên 16 tuổi. Với tham gia với 35 nội dung gồm kata cá nhân, kata đồng đội, nam nữ, kumite cá nhân nam nữ ở 3 nhóm tuổi và kumite 8 hàng cân nam và kumite 7 hàng cân nữ. Thông qua giải lần này thì đánh giá công tác huấn luyện, phong trào tập luyện ở các câu lạc bộ cũng nhằm tạo không khí vui tươi phấn khởi, hăng hái học tập cho các em, tăng cường sự đoàn kết, giao lưu học hỏi và cũng để thông qua giải tuyển chọn những vận động viên có năng khiếu để bồi dưỡng và tham gia thi đấu giải tỉnh hàng năm. Thay mặt ban tổ chức, tôi đề nghị các trưởng đoàn, huấn luyện viên, vận động viên về tham gia các mặt giải và trong quá trình thi đấu tuyệt đối phải chấp hành an toàn về an ninh trật tự, an toàn luật lệ giao thông, nêu cao tinh thần thượng võ, thi đấu với tinh thần thể thao, đoàn kết, trung thực, cao thượng và tiến bộ. Tôi đề nghị lực lượng trọng tài điều hành giải phải là người cầm cân nảy mực, điều hành giải một cách khách quan, trung thực, đúng với điều lệ của giải đề ra, đảm bảo với tinh thần võ thi đạo. Với mục đích và ý nghĩa trên, tôi xin tuyên bố khai mạc giải Karate-do Gò Đường Đồng Khôi lần thứ tư năm 2019. Tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đại biểu đã dành thời gian về dự lễ khai mạc. Xin cảm ơn các doanh nghiệp, các mạnh thường quân, các bậc phụ huynh, huấn luyện viên, võ sinh đã tài trợ đóng góp về tinh thần và vật chất cho giải. Cảm ơn các đoàn vận động viên, lực lượng vận động viên và đặc biệt là cảm ơn các bậc phụ huynh đã tạo điều kiện để con em được tập luyện và tham gia thi đấu giải này. Cuối cùng, thay mặt ban tổ chức kính chúc quý đại biểu, các bậc phụ huynh, các em võ sinh năm cũ đã qua, năm mới đã đến, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng. Chúc tất cả mọi người luôn đạt được kết quả cao trong công tác và học tập. Xin trân trọng cảm ơn. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng kính mời đồng chí Tô Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Thái Hòa, nguyên là trưởng phòng văn hóa thị xã Thái Hòa, lên phát biểu chỉ đạo động viên giải. Xin trân trọng kính mời. Vâng, thưa đồng chí võ sư Lê Văn Trung, Phó Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật Nghệ An, trưởng phân đường Nghĩa Dũng Karate-do Nghệ An. Thưa võ sư Phan Thanh Nhật, tổng thư ký võ đường Karate của Nghệ An. Thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể học sinh và toàn thể phụ huynh về dự cái giải Karate-do lần thứ tư của võ đường Mặt trận Tổ quốc. Có thể nói rằng đây là một cái giải mà hàng năm võ đường đã tổ chức, một cái giải tạo nên một cái phong trào tập luyện thể dục thể thao nói chung và môn Karate-do nói riêng trên địa bàn của ba huyện Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp và Thái Hòa. Và qua cái giải này có thể nói rằng là đã đóng góp được rất là nhiều thành tích cho phong trào cũng như hoạt động văn hóa thể thao của ba huyện Quỳ Hợp, Nghĩa Đàn, Thái Hòa. Đặc biệt là trong cái thời gian vừa rồi, trong cái đại hội thể dục thể thao của cấp huyện, thành thị cho đến cấp tỉnh, chúng ta võ đường của chúng ta đã đóng góp rất là nhiều vận động viên cho ba huyện. Và vừa rồi cũng rất là mừng, xin được ghi nhận và biểu dương võ đường đã giành nhiều cái giải và đạt giải vô địch của giải Karate-do của tỉnh Nghệ An. Đó là một cái thành tích, và được để được thành tích đó thì
với sự phong trào tập luyện môn karate đô của võ đường Mạc Trọng Khôi đã đóng góp rất là nhiều những vận động viên để mới có được cái thành tích như vậy. Tôi ghi nhận thay mặt cho lãnh đạo thị xã Thái Hòa ghi nhận cái hoạt động và biểu dương cái hoạt động của võ đường Mạc Trọng Khôi đã làm cho phong trào thể dục thể thao nói chung và môn karate đô nói riêng trên địa bàn Mã Huyện để đóng góp cho cái phong trào của thị xã Thái Hòa trong thời gian qua. Và có thể nói rằng là ngoài cái việc đóng góp cái thành tích trong các giải của tỉnh và của thị xã thì chúng ta cũng đã làm được một cái việc là huấn luyện và để cho tất cả các bạn trẻ tập luyện để nâng cao sức khỏe, để đề kháng cơ thể trong mọi thời tiết. Đó là cái mà các phụ huynh rất là mong mỏi. Còn cái việc mà lựa chọn được những vận động viên xuất sắc để tham gia các giải, đó là cái việc để đóng góp cho phong trào thể thao của các địa phương. Thì hôm nay về đây thì tôi mong mỏi rằng cái giải này võ đường Mạc Trọng Khôi sẽ tiếp tục duy trì và mong rằng tất cả các võ sinh của chúng ta cùng với sự cố gắng tập luyện hàng ngày, hàng giờ, hàng tháng để đưa võ đường Mạc Trọng Khôi trở thành điểm sáng về tập luyện thể dục thể thao và môn karate đô nói riêng của tỉnh Nghệ An, và thực sự là điểm đến để huấn luyện sức khỏe của các cháu thanh thiếu niên trên địa bàn của các huyện. Thì một lần nữa về dự, chúng tôi xin thay mặt cho lãnh đạo thị xã Thái Hòa chúc các quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt, và chúc cho võ đường Mạc Trọng Khôi của chúng ta ngày càng lớn mạnh và phát triển bền vững. Xin trân trọng cảm ơn. Tôi xin chân thành cảm ơn và ghi nhận những ý kiến phát biểu chỉ đạo của những đồng viên cho phong trào. Chúng tôi xin hứa sẽ cố gắng huấn luyện các em tốt về đạo đức và tốt về sức khỏe. Xin chân thành cảm ơn đồng chí Tô Thanh Sơn. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng kính mời vận động viên Mai Tiến Lâm, là vận động viên của câu lạc bộ Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao Thị xã Thái Hòa, thay mặt cho toàn thể các vận động viên tham gia giải lên đọc lời hứa. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa quý vị đại biểu và các đoàn vận động viên, lực lượng vận động viên về thắng dự giải, tôi là Mai Tiến Lâm, vận động viên của câu lạc bộ Trung tâm Văn hóa Thị xã Thái Hòa, thay mặt cho tất cả vận động viên về tham gia giải xin hứa: một, chấp hành nghiêm chỉnh các điều luật, điều lệ và những quy định khác câu lạc bộ đã định và tổ chức đã đề ra; hai, thi đấu với tinh thần thể thao, đoàn kết, trung thực, cáo thượng và tiến bộ; ba, cố gắng thi đấu hết khả năng để cống hiến cho khán giả những trận đấu hay và đưa giải đi đến thành công tốt đẹp. Xin hứa, xin hứa, xin hứa. Trân trọng kính mời trọng tài Trần Văn Toàn, đại diện lực lượng trọng tài điều hành giải lên đọc lời thề. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa quý vị đại biểu, các đoàn vận động viên, lực lượng vận động viên về tham dự giải, tôi Trần Văn Toàn, đại diện lực lượng trọng tài điều hành giải, xin thề: một, điều hành giải một cách khách quan, trung thực, công minh và chính xác; hai, chấp hành nghiêm các điều luật, điều lệ và những quy định khác của ban tổ chức quy định; ba, cố gắng hết khả năng của mình để đưa giải đi đến thành công tốt đẹp. Xin thề, xin thề, xin thề. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng kính mời đồng chí Tô Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc thị xã Thái Hòa, đồng chí Đậu Huy Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao huyện Nghệ An, võ sư Lê Văn Trung, Phó Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật Nghệ An, đồng chí Phan Thanh Nhật, Tổng thư ký Karate Nghệ An xuống trao cờ lưu niệm cho các đơn vị về tham gia giải. Xin trân trọng kính mời đại diện các đơn vị tiến về phía trước để các đồng chí đại biểu trao cờ lưu niệm. Meet.